Hi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay em có lên video clip cho anh em tham khảo mới về một số đầu đi xe và phun thuốc nha anh em. Đi ra thì xứ nha. Đi nóc các kiểu nha anh em. Máy xăng đều có hết nha. Đó, anh em mua đầu rời có đầu rời nha. Qua máy xăng mua dòng bộ máy xăng thì có máy xăng nha. Đó. Đầu rời thì anh em muốn đắp bộ thì có đắp bộ luôn nha. Đó, cả em sẽ báo giá trực tiếp trong cái video này nha. Rồi, thì trước khi vào video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video thật nhiều niềm vui, sức khỏe nha. Thì cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn gắn bó ủng hộ bên kênh của mình nha. Thì trên video này em sẽ báo giá trực tiếp trên video này cho anh em luôn nha. Báo giá tất cả các mặt hàng và giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Đó. Anh em nào chốt có đòn nào thì anh bóng trực tiếp cho em và chốt cái đầu nào chụp hình gửi lại cho em. Và diện cọc em sẽ làm sẽ gửi đi cho anh em nha. Đó. Rồi, trước tiên thì giờ em sẽ vào đầu rời trước nha anh em. Đó, đầu rời nha. Thì sẽ giới thiệu cho anh em về cái đầu Tiza. Đó, Tiza cái này có mã là TAC303 nha anh em. Đó, áp 50kg nha. Lưu lượng nó từ 11 đến 25 lít nha anh em. Đó, vòng tua từ 800 đến 1800 nha. Đó, này da 20 ly nha. Đó. Nó ok luôn nha anh em. Đó, làm test ok, bàn giao về anh em sử dụng. Thì bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Đó. Em bán cái bảo hành tất cả nha anh em, bảo hành anh em về sử dụng nha, anh em yên tâm xài nha. Đó. Là báo phụ tùng thay thế bên em có đầy đủ hết nha, tất cả đều nguyên riêng hết nha anh em. Ở đồng hồ riêng nha. Đó. Đây cái đầu này có giá là 3 triệu nha anh em, bao xài nha, 3 triệu làm test ok, bao cho anh em xài luôn. Đó, rất là ok luôn nha, đầu này còn rất là ngon luôn nha anh em, rất đẹp luôn. Đó, nhìn nước sơn anh em có thấy nha. Đó, hàng nhập về thì hàng qua sử dụng cho nên là nước sơn thì nó cũng bay bông tóc luôn xíu đỉnh nha. Đó, chứ nhưng mà hàng thì còn xài rất là ok, hàng em bao cho anh em xài luôn nha, anh em khỏi lo nha. Cái này anh em về xịt thuốc đồ rửa xe đồ cũng rất là ok luôn nha anh em. Đó, đi xe máy xe du lịch cũng rất là ok luôn. Đó, anh em muốn xài kiểu gì cũng được nha. Này có thể với motor gửi rửa đến 2 ngựa nha anh em. Đó, rất là ngon luôn. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em vào cái con số thứ hai nha. Đó, con này dòng kêu rít nha anh em, SD351 nha. Con này dòng đi da nha anh em, đi da nồng xứ, da 25 nồng xứ nha. Đó, da còn rất là nồng xứ còn rất là đẹp luôn nha, đầu thì còn rất là sáng luôn. Đó, con này anh em gì xịt thuốc xịt sầu riêng rồi rất là ok luôn nha. Đó, dòng kêu rít. Đó, đây là thông số nó đây nha. Đó, vòng tua từ 600 đến 1300 nha anh em. Đó, lưu lượng từ 15 đến 34 lít nha, 15 đến 34 lít nha. Áp thì 50kg này thích được với motor từ 2 đến 3 ngựa nha anh em. Đó, 2 đến 3 ngựa kéo đẹp ok luôn, khá là đẹp nha anh em. Bầu áp được 1 lần luôn, để trên áp này. Đó, làm test ok, bàn giao về cho anh em sử dụng, trả hết bảo hành. Đó, anh em thấy chân nó còn nguyên riêng luôn á, chân mới luôn nha. Đó, chân nguyên riêng của nó luôn nha. Đây, con này có giá là 4.8 triệu cho anh em nha. Con này có giá là 4.8 triệu nha anh em, bao anh em xài. Đó, báo giá trực tiếp cho này cho anh em luôn. Thì giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em, anh em chú ý nha. Đó, tất cả mặt hàng em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo con số 3, con này cũng dòng ceramic nha anh em, ceramic Kyrix HB303. Con này dòng tia sứ nha, tia sứ nha anh em, tia sứ 20 ly. Đó, con này dòng điện xứ nha. Đó, thông số của nó đây 600 đến 1300 luôn nha. Đó, áp 50 đến 70kg rất khỏe luôn, dòng này anh em về sầu riêng rất là khỏe luôn nha, thì rất là xa luôn, dòng điện xứ xài rất là bền luôn nha, rất là ngon cho anh em luôn. Đi đâu biết chia biết HP303 tại trên áp này, đầu đồng còn rất là sáng luôn nha, mấy dòng này rất là hệ nha anh em. Đó, dòng này rất là hệ luôn, đặc biệt. Đó, rồi con này có giá cho anh em là 5 triệu nha anh em, 5 triệu nha. Đó, có giá cho anh em 5 triệu. Đó, anh em nào cần thì cứ inbox trực tiếp cho em. Đó, em báo giá trực tiếp rồi thì anh em nào cần thì chốt nha. Rồi tiếp theo con cũng dòng ceramic nha, HP 302, con này cũng đi xứ 20 ly nha anh em.
con này tia sứ, dòng tia sứ 20 ly nè. Đó. Tia sứ 20 ly, tất cả đều nguyên ly nhất nha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, nước sơn còn rất là đẹp luôn nha. Nè thấy chưa? Còn rất là đẹp luôn. Đó, quay được còn là hơi hám rồi, rất là ok luôn nha. Đó, tay xả áp, xả đùa, trên áp trên đùa còn rất là ngon luôn. Đó. Bu ly con này bu ly 18 nha anh em. Bu ly. Rất là ok cho anh em nha. HP32 dòng ceramic, tia sứ 20 ly. Test ok bao xài cho anh em. Con này có giá là 4,2 triệu nha. Đó, con này anh em kéo mua ta 2 đến 3 ngựa là ok nha. Đó, nó cũng giống con này. Đó, 2 đến 3 ngựa là bao khỏe cho anh em luôn. Rất là khỏe, rất là ok luôn. Anh em về lưới xe hay là phun thuốc thì rất là ok luôn nha. Đó, dòng này là dòng lưới xe phun thuốc đều đều hết nha. Áp thì 5 đến 70 kg. Phun thuốc là rất là ok luôn, lưới xe. Lưới xe kinh doanh nhỏ lẻ thì cũng rất là ok. Rồi, tiếp theo. Có một con Maruyama 3MS310 nha anh em. MS310 thì da nồng đen, da 25 nồng đen nha. Đó, đây trên áp này, này trên áp nó hơi bị bể đây nha. Thì cái này thì nó bị bể bu ly nha anh em. Nó bể bu ly cho nên cái này là em chưa được báo giá trực tiếp đây nè nha. Anh em nào mua để inbox trực tiếp cho em và em sẽ thay bu ly và em sẽ báo giá được anh em mà sau nha. Đó, cái này là do đây còn đi kiếm bu ly nữa. Đó, bu ly này nó rất là khó kiếm nha. Đó, đầu thì rất đẹp luôn. Đó, hàng em là bao cho anh em xài hết. Chỉ có cái là bu ly nó bị gãy thôi, vì nó xuống công nó bị rớt, nó bị gãy nè. Đó, chứ không phải là mình muốn là mình làm gãy đâu nha. Cái gì mình muốn nguyên riêng. Đó, cho anh em về xài cho nó ok nha. Đó, rất là ok luôn, rất là hàng rất là đẹp luôn nha. Đó, hàng thì bao cho anh em xài luôn, anh em khỏi lo. Phụ tùng thay thế thì anh em khỏi lo luôn nha. Anh em mua bán là hàng phụ tùng thay thế là luôn luôn lúc nào cũng có sẵn nha anh em. Đó, để lúc nào anh em cần thì em sẽ gửi cho anh em nha, hoặc là anh em gửi xuống thay sửa gì thì em sẽ có để mà thay sửa tiền cho anh em nha. Đó, nên anh em khỏi lo vấn đề đó. Thì con này thì em chưa báo giá đây này nha, con này anh em nào cần thì anh bóc cho em. Đó, thì con này có vòng cua từ 700 tới 1000 mốt nha. Đó, lưu lượng nó từ 19 đến 31 lít, áp 50 kg nha. Đó, này đi 3,7 bs này, tầm cả 3 ngựa nha, 3 ngựa 4 ngựa nha, 2 ngựa cũng được nha, 2 ngựa 3 ngựa. Nói chung là máy motor mình càng khỏe thì máy nó càng khỏe nha anh em. Đó, cái lực nó ra nó càng khỏe hơn nha. Đó, anh em nào chốt thì cứ inbox nha. Rồi tiếp theo có một con Yamaha CB40 nha anh em. Con này tia sứ 22 ly nha. Đó, con này tia sứ 22 ly nè, áp 50 kg nha, vòng tua từ 800 đến 1000 mốt nha, 1400 nè, 1400 đến 1400 nè. Đó, lưu lượng nó từ 21 lít đến 38 lít, 38 lít nha. Đó, con này từ mình sử dụng từ 2 đến 3 ngựa, 3 đến 4 ngựa thì được hết nha anh em. Nói chung là càng lớn thì máy nó chạy càng khỏe nha. Đó, mình sử dụng máy móc rồi nó motor hoặc máy nổ mình nó lớn hơn thì máy nó chạy khỏe hơn nha. Đó, nó không có đuối máy nha. Đó, anh em nào chốt con này thì cứ liên hệ nha. Con này có giá cho anh em là 5,7 triệu nha anh em. 5,7 triệu nha. Con này là cái ta xả áp của nó này. Đó, đây xả áp đó nha. Đó, đây xả áp này rất là ok luôn nha. Đây xả áp này rất là ngon luôn. Đó, này dưới thì còn đang ken luôn nha, dưới thì còn rất là mới luôn. Đó, ốc 7 màu luôn nha, ốc còn rất là sáng luôn nha. Đó, con này chưa tháo, chưa nguyên riêng hết luôn nha. Đó, mày này về công thì nó cả vô công nó đầy nó xước nha. Đó, nó đầy nó xước chứ còn đầu thì còn rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy chưa, rất là đẹp nha. Đó, rồi con này có giá là 5,7 triệu nha anh em. 5,7 triệu. Rồi anh em nào cần máy với con đầu rời thì cứ còn chốt con nào thì cứ liên hệ tiếp cho em. Rồi giờ em sẽ đi qua mấy bộ máy xăng nha, mấy bộ máy xăng nha anh em. Đó, mấy bộ máy xăng, mấy con này là dòng Maruyama MS153 nha. Con này dòng 2T nha anh em, dòng 2T, T 25, T nóc 2T. Này về anh em sẽ chơi nhà vườn nhà đùa nha, vườn mai vườn đùa rất là ok luôn nha. Họ nhỏ lẻ rất là gọn. Họ con này rất là nhẹ luôn nha. Họ mình sách này rất là nhẹ luôn nha, rất là nhẹ luôn. Con này cái vòng tua là 1000 mốt nha. Họ lưu lượng nó 14 lít nha, áp nó 30 kg nha, áp 30 kg nha. Họ anh em xem rõ nha, áp 30 kg MS153, màu đỏ rất đẹp. Họ bay cái mạc hơn. Con này đây với con Shibura nha, Shibura nha anh em. Đó, thông số nó bên này
ra. 2.4 VS. Đó. Tắt này. Đó. Thì con này làm nổ bao xài cho anh em luôn là có giá là 3.500.000 nha anh em. 3.500.000 nha. Đó. Anh em nào cần thì chốt thì inbox trực tiếp nha. Đó. Chốt thì inbox Zalo, chụp hình gửi lại cho em, chốt con nào thì gửi hình qua trực tiếp cho em nha. Rồi, con này có giá là 3.500.000 nha anh em. Rồi tiếp theo. Con MS153 nữa nha anh em. Con màu trắng nha. Màu trắng bạc. Con này cũng ti da 25 ly nằm inox. Đó. Con này thì còn rất là đẹp luôn. Vòng tua lưu lượng của nó thì ngang nhau nha. Đó. Rất đẹp. Đó. Con này nó đi với cái máy nó lớn hơn như này. Mức áp nó sẽ lớn hơn nè, 35 kg nè. Đó, 800-1400 nha. Đó, lưu lượng nó từ 10 đến 18 lít nè. Đó. Con này rất là đẹp luôn. Này đáp trên cái bộ khung. Có gạch tre đồ bảo vệ dây qua đồ rất ok nha nha. Kéo với con Honda. Kéo với con Honda G150 nha. Đó, 3.5 PS nè. 3.5 PS nha. Đó. Con số máy thì còn nguyên đi nhất. Máy thì còn nguyên đi nhất nè. Rất là nhẹ luôn nha. Đó. Con này đáp trên cái bộ khung khiên nha, rất là nhẹ thôi. Đó, hai người khiên vô tư. Hai người khiên rất là nhẹ, một người bưng cũng được nha. Đó. Thì con này có giá cho anh em là 4.000.000 nha anh em. Con này có giá cho anh em là 4.000.000 nha. Đó, anh em nào cần thì inbox cho em. Rồi tiếp theo. Bộ máy xăng nữa. Đi inox nha anh em. Đó, bộ máy xăng đi inox. Bộ này cũng đi với con máy xăng Rubin EA10 nha. Đó, EA10. Đó. Rất là nhẹ luôn nha. Cái dòng này rất là ok luôn. Anh em thì phun thuốc phun đùa rất là ok. Vòng tua của nó là từ vòng tua nó là 1.100.000 nha anh em. 1.100.000 nha. Đó, 35 kg nè. Ở đây là thông số của nó nè. Thông số của nó nè, 2.3 PS. Đó. Thì con này có giá cho anh em là 3.200.000 nha. Đó, 3.200.000 nha anh em. Nguyên bộ như vậy. Đó. Nguyên bộ 3.200.000. Có khung khiên khung đồ đó bảo vệ gạch tre đồ kia rất là ok luôn nha, rất là gọn luôn. Này nhìn về thì rất là gọn nha anh em. Đó. Rồi. Tiếp theo cho anh em là cái đầu EX 330. Con này dòng đi sứ nha anh em. Đó, đi sứ nha. Vòng tua từ 600 đến 1300 nha. Đó, đi sứ. Lưu lượng nó từ 15 đến 32 lít. Con này đi sứ nha. Bán nguyên cái khung đồ cho anh em hết luôn, khung đầu này luôn là 4.000.000 nha anh em. Đó, còn anh em nào mua đầu không thì có giá là 3.800.000 nha. Họ báo giá cho anh em luôn. Đó, nguyên khung như vậy là 4.000.000, nguyên khung đầu nữa luôn là 4.000.000 nha. Anh em về gắp motor lên nữa là xong. Đó, khỏi chế khỏi đồ gì hết, tiện. Nha, còn anh em nào mua cái đầu không thì có giá là 3.800.000. Bộ này nha. EX 330. Còn nguyên đi hết nha. Này đi sứ nha nè. Đó. Rồi, tiếp theo. Con sản phẩm nữa nha. Con này dòng Maruyama MS253. Con này rất là chuộng luôn nha anh em. Anh em nhiều anh em hỏi rất là nhiều luôn nha. Đó. MS253 này. Dòng Tia 25, Tia inox nha. Tia Tia 25 nằm inox. Này thì cái đồng hồ nó bị bể, bị cắn bị bể nha. Anh em mua thì em sẽ thay cái đồng hồ khác cho anh em nha. MS253. Vòng tua từ 700 đến 1100 nha. Lưu lượng nó 19 đến 30 lít nha anh em. Đó. Áp thì 35 đến 50 kg. Tất cả được nguyên liên hết nha. Đầu cũng rất là đẹp luôn. Rồi anh em thấy đẹp chưa? Khá là đẹp luôn nha. Nước sơn còn nguyên liên hết nha. Này là nước sơn riêng của nó luôn nha anh em. Sơn riêng hết nha. Đó, đi với con máy xăng Yongma GE50 nha. Con này là số nó đề này. Này số GE Yama GE350 nha. Đó, nguyên bộ như vậy nha. Đó, anh em nào muốn mua nguyên bộ như vậy thì có giá là 6.500.000 nha anh em. 6.500.000 nha. Đó, tắt. Này thông số nó nằm đây này. Đó, số nó nằm đây này nha. Con này là 5 PS nha anh em. Không phải luôn. 3 PS, 38 PS, 5 PS này. Đó.
lại cho nha. Nguyên khung nguyên cội kệ vậy luôn nha. Họ nguyên bụi như vậy có giá cho anh em là 6,5 triệu nha anh em. 6,5 triệu là máy không nha. Máy không không mua dồn gì hút gì hồi gì hết nha. Em báo giá là máy không nha, chứ hút hồi gì hết nha. Cả đây là máy không, chưa mua còn hút hồi nha. Rồi, bộ cuối cùng nha anh em. Bộ cuối cùng. Bộ này cũng dòng ti nóc nha, ti nóc. Đó ti nè. Con này xài motor nha anh em. Motor buộc pha luôn nha. Đó, motor buộc pha. 550W. Đó. Con này buộc pha nha. Tiên điện buộc pha luôn. Con này có lu lu quán dây cho anh em luôn nè. Đó. Quán được 50 mét dây 8 ly nha anh em. Đó, ok luôn. Tất cả nguyên đai nguyên bộ như vậy luôn nha. Đó. Anh em nào muốn mua nguyên bộ này thì chốt nha. Con này có giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu nguyên bộ này nè. Đó, 4 triệu triệu nguyên vậy luôn. Đó, khung motor đầu rửa, lu lu quán dây được luôn nha. Đó, trong sáng được có luôn nha. Đó, 4 triệu cho bộ này. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Rất là ngon luôn. Đó. Thì hôm nay em có gì được bao nhiêu đó nha anh em. Đó, thì quay lên cho anh em tham khảo, anh em nào cần thì chốt thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Gọi số điện thoại là 0347640205 nha anh em. Rồi thì cuối video cũng xin chúc toàn thể anh em xem video thật nhiều niềm vui, sức khỏe nha. Anh em xem xong thấy hay cho anh được like và nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ kênh cuốn tiếp theo nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em các video tiếp theo nha. Xin chào anh em nha. Bye bye.